Hiểu không? Biết quay lại không? Có thể quay lại không? Giang cứ trôi mãi mà mùa thu đi mất, để đông sang mưa phùn lặn, để bóng bóng vỡ tan, vì trời cho làn mưa giá băng. Đầu từ đâu? Ai biết tiền nhà anh có bao nhiêu thì anh cứ đem ra. Lên voi xuống chó là chuyện bình thường. Mọi cái nó mới bắt đầu thôi. Không thích mày. Mày biến mẹ mày đi. Đỡ ngứa mắt. Đá thủ vươn lên từ đáy xã hội. Bất ngờ chưa ông già? Kẻ cho anh cầm kê à. Kẻ cho anh cầm kê. Em mất em kẻ cho anh cầm kê à. Trước khi các bạn acid nói xấu đến người khác, các bạn nên học cách nhu mì lắng nghe. Trước khi chỉ trích cười chê người khác thì tự nhìn và phê phán lại chính bản thân mình. Học tài thi tốt chưa chắc gì các bạn đã sống tốt bằng người ta đâu. Bất ngờ chưa ông già? Anh đã quay trở lại. Đèn cho các bạn chính thời đàn người đi chậm trên con đường kính lệ. Hôm nay là một ngày không thể kiến. Đã không tử tế được thì cút mẹ đi. Đừng để bố mày phải tẩy chay mày khỏi xã hội lại người. Tao chưa bao giờ ngồi với mày để mà gọi là bạn bè nhớ. Mày tuổi gì luôn? Quá ghê gớm. Chia tay đi. Tại sao? Không phải tại em cũng không phải tại anh. Tại bạn em nó xúi nên chúng mình chia tay. Là người mở cửa anh vào để anh leo rào là chết mẹ nghe là. Bóng thăm tà. Xin chào tương tổ ngâm đà, thương phu nhân. Kẻ cho anh cầm kê à. Kẻ cho anh cầm kê. Em mất em kẻ cho anh cầm kê à. Cái gì tao nhịn được thì tao bỏ qua. Đừng dồn tao vào bước đường cùng. Tức nước vỡ mồm đấy. Không phải trẻ con nào cũng đáng yêu. Và không phải người lớn tuổi nào cũng đáng kính. Sợ quá phải ban nó thôi. Yeah, I love you too. Đêm nhạc hong xuôi nhịp từ muôn lần.